Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đến với lời của Chúa. Tối hôm nay, Hội Thánh của Chúa ở tại đây, chúng ta họp lại như tôi đã chia sẻ ngay từ đầu. Đó là chúng ta biệt riêng thì giờ để một lần nữa suy gẫm về tình yêu và những gì mà Chúa Giê-xu đã thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết rằng sự kiện Chúa Giê-xu Ngài từ trời giáng sinh xuống trần gian là một sự kiện có thật, không thể chối cãi được. Bởi vì ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lên tờ lịch thì hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2024. 2024 là tính từ khi Chúa Giê-xu Ngài đến trong thế giới này. Thì từ đó trở đi được kể là sau Chúa Giáng sinh. Từ đó tính ngược lại thì được kể là trước Chúa Giáng sinh. Nhiều người không có thích nhắc đến chữ Chúa, cho nên người ta nói rằng sau công nguyên hay là trước công nguyên. Và một lần nữa chúng ta biết rằng bên cạnh sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh, Ngài thi hành chức vụ trên đất, và sau 33 năm thì Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Đây là một hình thức tử hình của thời La Mã rất kinh khủng. Vì vậy chúng ta nhìn thấy hình ảnh được chiếu ở trên màn hình. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của thập tự giá trên sợi dây chuyền đeo trên cổ ngày hôm nay rất phổ biến. Nhưng kỳ thật đó chính là một dụng cụ để tử hình tử tội. Và một lần nữa tôi muốn nói rằng đây là những điều đã thật sự xảy ra. Thế giới chấp nhận, và rồi Kinh Thánh cũng được ghi lại từ những nhân chứng rất đáng tin cậy. Tối hôm nay chúng ta cùng nhóm lại cùng với cả thế giới để nhắc lại về những gì Chúa Giê-xu đã chịu khi Ngài đối diện với cái chết nhục nhã trên thập tự giá. Và tôi xin chúng ta hãy nhìn lên màn hình để chúng ta hãy xem qua mấy câu Kinh Thánh của một người tên là Luca. Ông là một bác sĩ, là một trong những người đi theo Chúa Giê-xu, và ông đã ghi lại cái câu chuyện về việc xảy ra như thế này. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của Ngài. Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu Ngài rằng: nó đã cứu kẻ khác, nếu nó thật là Đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi. Quân lính cũng chế giễu Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống và nói: nếu ngươi là vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu Ngài có dòng chữ: người này là vua dân Do Thái. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng: ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia quở trách nó: mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Rồi anh ta nói: lạy Giê-xu, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. Đức Chúa Giê-xu đáp: thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Chúng ta biết rằng đi theo Chúa Giê-xu thì có rất nhiều người. Và có bốn nhân vật đã ghi lại ở trong sách gọi là bốn sách phúc âm. Có tên là Matthew, Mark, Luca, Giăng. Bốn người này như là những nhân chứng đi theo Chúa Giê-xu. Và nếu chúng ta có cơ hội đọc thì chúng ta sẽ thấy rằng có những câu chuyện được lặp đi lặp lại. Nhưng mà cũng có những nhân chứng chỉ nhắm đến một khía cạnh nào đó ở trong câu chuyện mà thôi. Tôi thường dùng một cái ví dụ là nếu chúng ta có một đoàn cùng đi du lịch chẳng hạn, đi từ đây ra Hà Nội, đi trên xe có bốn người,
Sau chuyến đi đó thì là bốn người tường trình lại chuyến đi của mình. Người thì thích biển, cho nên đi qua những chỗ có biển là cứ mô tả về biển thật là nhiều. Người thì thích trái cây, cho nên đi qua những vùng có trái cây thì chỉ nhắm đến trái cây mà kể thôi. Và rồi sau đó khi chúng ta tổng hợp lại cái lời kể của bốn nhân vật cùng đi trên chuyến đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, thì chúng ta thấy cùng với bốn người đó tổng hợp lại thì chúng ta có một bức tranh tương đối đầy đủ. Cũng vậy, Matthew, Mark, Luca và Giăng đã đi theo Chúa Giêsu, đã nghe những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu và họ đã ghi lại trong bốn sách gọi là bốn sách phúc âm hay là bốn sách tin lành để tường thuật lại những sự kiện cũng như lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Và tối hôm nay, phần mà chúng ta vừa xem, vừa nghe đọc mô tả cái quang cảnh mà Chúa Giêsu bị hành hình, bị đóng đinh trên cây thập tự. Tối hôm nay tôi muốn chúng ta hãy cùng suy gẫm đến trước khi Chúa Giêsu Ngài chịu chết, rút hơi thở cuối cùng ở trên thập tự, thì Chúa đã nói ra những lời gì? Trước hết, đây là câu nói của Chúa Giêsu. Câu thứ hai, Chúa Giêsu đã nói. Câu thứ ba, Chúa Giêsu đã nói trong giây phút Ngài ở trên thập tự giá. Câu thứ tư, Chúa Giêsu cũng đã than thở với Đức Chúa Trời. Câu thứ năm và câu thứ sáu, câu thứ bảy, đây là bảy lời mà Chúa Giêsu đã thốt ra khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự. Nếu chúng ta được nói một lời cuối cùng thì chắc chắn đó sẽ là lời vô cùng quan trọng. Đó không phải là thì giờ để nói những điều kém quan trọng, bởi vì tất cả những gì quan trọng nhất trong giây phút cuối cùng sẽ được bày tỏ ra. Và tối hôm nay chúng ta thử suy gẫm một số điều. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ thì giờ để học hết tất cả những điều này đâu, nhưng mà chúng ta sẽ đi lướt qua. Trước hết, một câu nói của Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Và như chúng ta thấy rằng Kinh Thánh mô tả, Ngài bị quân lính sỉ vả, nhiếc móc, Ngài bị đám đông chế giễu, và ngay cả một tên cướp ở bên cạnh Chúa Giêsu cũng chế giễu Ngài nữa. Và trong lúc đó Chúa Giêsu đã nói gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Nếu chúng ta bị một người nào đó làm hại, bị nói xấu, bị vu oan, thì chúng ta sẽ nghĩ thế nào? Không thể chịu nổi, tìm mọi cách để nói ra một cái lời nào đó thật là cay độc để cho nó hả giận. Bởi vì đó là bản tính tự nhiên của con người. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sau khi bị đánh đòn, sau khi bị điệu từ tòa án của Phi-lát trở về với tòa án của Herod, rồi đi một đoạn đường dài, đi đến đồi Gô-gô-tha, cuối cùng Ngài bị treo trên cây thập tự. Trên người chỉ có một mảnh khăn để che thân thôi. Lõa lồ trần truồng, bị treo giữa trời và đất, bị những lời chế giễu. Nếu Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta biết rằng Chúa Nhật vừa rồi được gọi là Chúa Nhật lễ lá, bởi vì đánh dấu sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Dân chúng tung hô Ngài, người ta lấy lá kè trải ra trên đường cho Chúa đi, và người ta tung hô Chúa Giêsu, Hosanna, đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhưng chỉ một vài ngày sau thôi thì trước tòa án của Phi-lát, Phi-lát hỏi rằng: bây giờ các ngươi muốn ta tha cho ai? Lúc bây giờ có một người tử tội có tên là Ba-ra-ba, còn Chúa Giêsu không có tội gì cả. Nhưng mà đám đông la lên, hãy giết Chúa Giêsu đi và hãy tha cho Ba-ra-ba. Bây giờ chúng ta nghe câu chuyện, chúng ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng hãy tự đặt mình trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu. Nhóm người đó mới vừa tung hô mình, bây giờ lại quay sang đòi giết mình. Những người lính đâu có dính dáng gì với Chúa Giêsu đâu, nhưng mà chế giễu Ngài. Những người Do Thái nhục mạ Ngài. Kể cả những môn đồ là những người thân cận nhất với Chúa Giêsu thì cũng đã bỏ Ngài, và thậm chí
như là Phi-e-rơ đã chối không biết Ngài. Chúng ta hãy nghe một triết gia La Mã sống cùng thời với Chúa Giê-xu đã viết rằng những tử tội khi bị đóng đinh trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình đã nguyền rủa đủ mọi thứ. Họ rủa ngày sinh của mình, chửi kẻ đã hành hình mình, khạc nhổ vào những kẻ đến xem hành hình. Họ chửi rủa cay đắng bất kỳ ai họ thấy vào lúc đó, tiếp tục nguyền rủa phỉ báng như vậy nhiều giờ liền cho đến chết. Đây là lời của một sử gia sống vào năm thứ tư trước Chúa và năm 65 sau Chúa. Một chính trị gia La Mã sống vào 106 trước Chúa và 43 sau Chúa thì nói như thế này. Một chính trị gia La Mã đã viết rằng đôi khi những người lính La Mã phải cắt lưỡi những tử tội để họ không thể tiếp tục phỉ báng và nói những lời phạm thượng. Vì vậy, những người đã hành hình Chúa biết rằng sẽ có những lời thốt ra từ miệng Ngài. Tuy nhiên, họ không bao giờ nghĩ đến những lời kỳ diệu chứa đựng sự tha thứ mà họ đã nghe được từ chính mình Ngài. Tối hôm nay, chúng ta hãy suy gẫm. Ở trong giây phút bị tổn thương nhất, bị sỉ nhục, bị đau đớn, Chúa Giê-xu đã nói gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Chúa nghĩ đến những người đã làm tổn thương Ngài. Ngày hôm nay, tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà hãy nghĩ xem, chúng ta có biết ơn Ngài như đáng phải có không? Không hề. Những gì Chúa làm cho chúng ta, chúng ta coi như chẳng có liên can gì đến. Chúng ta là những người nhận nhưng mà không bao giờ bày tỏ lòng biết ơn. Và như lời Kinh Thánh ở trong Ê-sai nói rằng, bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Nếu Chúa, Ngài không phải là Chúa Giê-xu, thì tất cả chúng ta đều bị hình phạt. Tất cả chúng ta đều bị trừng phạt một cách đích đáng. Nhưng cảm ơn Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài biết chúng ta yếu đuối mỏng mảnh là giường nào. Ngài biết những người lính chế giễu Ngài vì họ không thật sự hiểu Ngài là ai. Và Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho họ. Ngày hôm nay chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-xu, là con trai, con gái của Ngài. Có lẽ chúng ta thấy rằng điều này không thể nào có thể học được, khó quá, làm sao tôi có thể theo được. Và chúng ta hãy nhớ rằng Công vụ các sứ đồ ghi làm câu chuyện về một môn đồ có tên là Ê-tiên. Ê-tiên rao giảng đạo của Chúa bị những người Do Thái bắt và bị ném đá cho đến chết. Tuy nhiên Kinh Thánh mô tả là trước khi trút hơi thở cuối cùng thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Cha, xin đừng đổ tội này trên họ. Điều đó chứng tỏ rằng những gì Chúa Giê-xu làm dù là thật khó, con người không thể làm được. Có người đọc ở trong các bài giảng trên núi thì nói rằng, ôi Chúa dạy hay, thật là hay, nhưng mà làm sao có thể làm được. Ai bắt các ngươi đi một dặm đường hãy đi hai dặm, ai vả má bên tả hãy đưa luôn má bên hữu, ai cởi áo ngoài thì hãy lột luôn cái áo trong đưa cho họ, vân vân và vân vân. Chúa dạy hay quá nhưng mà làm sao làm được. Và một lần nữa Kinh Thánh minh chứng cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giê-xu để lại một tấm gương rằng Ngài có thể tha thứ và thấu hiểu những người sỉ nhục Ngài. Và Ê-tiên là một trong những môn đồ của Chúa Giê-xu có thể làm được như điều mà Ngài đã làm. Ngày hôm nay chúng ta học điều này không phải chỉ để biết thôi, nhưng mà cầu xin Chúa giúp cho chúng ta. Nhiều khi trong đời sống có những tổn thương giữa vợ chồng, có những xung đột giữa cha mẹ và con cái, với những người hàng xóm, với những thân bằng quyến thuộc, và chúng ta cảm thấy rằng ồ, mình phản ứng tự nhiên là nguyền rủa, là lầm bầm. Nhưng mà hãy thưa với Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, con là môn đệ của Ngài, xin cho con được bước đi theo dấu chân của Ngài, xin cho con được học tập như chính mình Ngài đã thực hiện ngay tại thập tự giá. Điều đó khó, nhưng mà không phải là không làm được, bởi vì bằng chứng là Ê-tiên đã làm được. Và chúng ta thấy rất lạ,
Đây là một trong những lời cầu nguyện mà được Đức Chúa Trời đáp lời một cách rất rõ ràng. Ở trong thơ văn nói rằng, này là điều chúng ta dạng dĩ mà cầu xin. Nếu chúng ta theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu xin bất kỳ việc gì, thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Ê-tiên đã cầu nguyện, lạy Chúa xin đừng đổ tội này trên họ. Và Kinh Thánh mô tả là, trong đám đông những người ném đá Chúa Ê-tiên, thì có một chàng trai trẻ tên là Sau-lơ. Sau-lơ là một người đi bắt bớ đạo của Chúa rất điên cuồng. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau thôi, thì Sau-lơ được Đức Chúa Trời đụng chạm, con người đó trở thành sứ đồ Phao-lô. Chúng ta có muốn lời cầu nguyện của mình được Chúa đáp lời không? Đừng có nguyền rủa nữa. Dù là có những người rất đáng nguyền rủa, nhiều khi chúng ta nghĩ như vậy đó. Ông chồng tôi, ông đã đối tại với tôi như vậy, mục sư bảo tôi phải làm gì? Đứa con của tôi nó đối xử với tôi như vậy, mục sư bảo tôi phải làm sao? Lời của Chúa và chính Chúa Giê-xu để cho chúng ta một tấm gương, đó là hãy giống như Chúa. Tha thứ cho kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em, và Đức Chúa Trời là đấng nhậm lời cầu nguyện, Ngài sẽ thay đổi. Ao ước rằng trong mùa thương khó năm nay, tất cả những xung đột, tất cả những mối bất hòa, bằng cách nào đó hãy nhờ ơn của Chúa xin cho con được bắt chước Ngài, để lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời nhậm lời và Ngài đáp lời cầu nguyện cho cuộc đời của chúng ta. Lời thứ hai mà Chúa Giê-xu Ngài thốt lên trong khi ở trên cây thập tự, ở trong Luca đoạn 23 câu 43, Chúa nói thế này: thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Ở đây thì chúng ta thấy có mô tả về việc là khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, thì người ta đóng đinh hai tên trộm cướp bên cạnh Chúa Giê-xu. Một trong hai tên đó cũng dầu là nghe lời cầu nguyện của Chúa, nhưng mà cũng mắng nhiếc Ngài, chế giễu Ngài. Nhưng rồi tên trộm thứ hai thì thấy lạ lùng quá. Làm sao mà một người bị hại như vậy lại có thể cầu nguyện cho những người làm hại mình, sỉ nhục mình được? Quả thật đây không phải là một người bình thường. Vì vậy tên trộm đó đã quay sang Chúa Giê-xu và nói rằng, khi Ngài đến trong nước Ngài thì xin hãy nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa nói, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Hãy suy ngẫm điều này. Quý vị hãy cho tôi biết, có giáo chủ nào của một tôn giáo nào, hay là một thủ lĩnh chính trị nào, từ xưa đến nay trong lịch sử dám tuyên bố rằng, hãy theo ta sẽ cho con bước vào thiên đàng? Có ai biết vị đó không? Xin cho tôi biết để tôi đi theo nữa. Thật ra chúng ta biết rằng, ngay cả Phật Thích Ca thì Kinh sách dạy rằng, đêm kia Phật chỉ tay trên mặt trăng và nói rằng, ngón tay của ta không phải là mặt trăng, ta là người đi tìm chân lý. Người ta nghĩ rằng, ồ, mình theo Phật sùng kính như vậy đó, Chắc là khi mình chết thì mình sẽ được ở một cái nơi nào đó tốt đẹp. Nhiều người nghĩ rằng, mình đã tu, đã sống một cuộc đời đạo đức, đã cố gắng hết sức, chẳng lẽ đấng thiêng liêng bỏ mình xuống hỏa ngục sao? Và tất cả những điều đó chỉ là tưởng tượng, đúng không? Nhưng chúng ta hãy xem Chúa Giê-xu Ngài đã tuyên bố điều gì. Chính đêm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Một lời khẳng định, không phải là ngày mai, không phải là tương lai, mà ngay bây giờ ta tuyên bố điều đó. Thật ra một bản dịch nói, quả thật ta nói cùng người, ngay đêm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Không có ai giống như Ngài. Quả thật không có một giáo chủ nào như Chúa Giê-xu của chúng ta. Và Chúa Giê-xu nói rằng, ta là đấng cầm chìa khóa của David. Mở thì không ai đóng, đóng thì không ai mở. Chúa là đấng có chìa khóa của thiên đàng, và Ngài có quyền cứu người tin nhận Ngài. Và rõ ràng là tên trộm ở bên cạnh Chúa Giê-xu chưa kịp làm một ngày công đức nào cả,
chưa kịp đi một cái lễ nào cả, chỉ là bày tỏ lòng chân thành nơi Chúa Giê-xu thôi, thì Ngài đã tuyên bố rằng ngay đêm nay ngươi sẽ được ở với ta trong Paradise. Ông bà chị em ơi, tối hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây, đang nghe những lời này. Tôi muốn khẳng định rằng chúng ta đã đến đúng chỗ rồi. Tôi không có ý nói rằng quý vị phải theo đạo Tin Lành. Tôi không có ý nói rằng quý vị phải theo một tôn giáo nào. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu chết, bị treo trên cây thập tự, Đấng đó có thẩm quyền tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, Đấng đó có quyền nói rằng ta bảo lãnh con, và bất cứ lúc nào con từ giã trần gian này thì ta sẽ đón tiếp linh hồn của con vào thiên đàng. Không mơ hồ gì cả, không một chút nghi ngờ. Chúa của chúng ta, Đấng chúng ta tôn thờ, Đấng chúng ta yêu mến, Đấng chúng ta thờ phượng tối hôm nay là một Đức Chúa Trời có uy quyền. Dù bề ngoài giống như một tên tử tội đang bị hành hình trên cây thập tự, dù bề ngoài Ngài ở đó máu me đầy mình với một thân thể trần trụi, nhưng Chúa có uy quyền. Khi suy gẫm đến điều này, tôi được nhắc nhở rất nhiều. Nhiều khi chúng ta mặc cảm vì cái vẻ ngoài của hội thánh. Chúng ta mặc cảm vì dường như hội thánh không phải là một tổ chức mạnh mẽ, lớn ở trong xã hội. Nhưng mà rõ ràng là Chúa Giê-xu của chúng ta, nếu nhìn bề ngoài thì kinh thánh rằng Ngài chẳng có hình dung đẹp đẽ. Nhưng mà Chúa đích thật là chủ của thiên đàng, và Ngài có quyền cứu mỗi một chúng ta. Đây là bằng chứng rất rõ ràng. Cảm ơn Chúa, không có ai giống như Ngài. Chúng ta đi thêm một phần nữa. Lời thứ ba mà Chúa Giê-xu nói đó là: này là mẹ của con. Chúng ta hãy xem ở trong Giăng đoạn thứ 19 đó, thì là chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Ngài đến trong thế giới này qua một người mẹ về phần xác, đó chính là Mary. Và Đức Chúa Giê-xu biết rất rõ Ngài không phải là con ruột của Mary. Bởi vì khi Chúa Giê-xu 12 tuổi, Ngài ở trong đền thờ, cha mẹ đi tìm Ngài, thì Ngài nói rằng cha mẹ không biết con phải lo việc của cha con sao. Ngài biết rất rõ. Và bây giờ ở trên thập tự đó, Chúa sắp sửa lìa đời, thì Chúa Ngài nghĩ đến Mary là người mẹ phần xác của Ngài. Và Chúa sai ông Giăng gửi gắm Giăng: Giăng, đây là mẹ ngươi. Và Chúa nói với Mary rằng: này, Giăng là con của bà. Và sau đó thì sứ đồ Giăng là người đem bà Mary về phụng dưỡng, tiếp tục thay Chúa Giê-xu để lo cho Mary cho đến cuối đời. Chúng ta học được điều gì ở đây? Đây là giây phút mà Chúa Giê-xu sắp sửa hoàn tất rồi. Có thể Ngài không cần phải quan tâm đến Mary nữa, bởi vì nhiệm vụ của bà Mary đã xong rồi, chỉ còn một chút nữa là xong. Nhưng mà Chúa nêu cho chúng ta một tấm gương. Dù Ngài là con Đức Chúa Trời, dù Ngài biết Mary là người mẹ về phần xác để đem Ngài đến, để nuôi dưỡng Ngài trong những năm tháng trên đất, nhưng mà Chúa không bỏ quên bổn phận đối với người mẹ về phần xác. Ngày hôm nay nhiều người hiểu lầm. Sao mà mấy người Tin Lành, mấy người theo Chúa đó, có vẻ sống ở trên mây, không có lo quan tâm đến gia đình, không có lo làm ăn, không có lo những trách nhiệm xã hội gì hết. Thật ra không đúng đâu. Có thể trong một khía cạnh nào đó thôi, nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã để một tấm gương rất rõ ràng. Bổn phận và trách nhiệm của Chúa Giê-xu trong tư cách là một người con đối với người mẹ, Ngài đã gửi gắm mẹ của Ngài cho một người bạn của mình là sứ đồ Giăng. Ngài đã ủy thác để Giăng là người chăm sóc cho mẹ của mình. Chúng ta hãy quân bình, hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa. Nhưng Chúa đặt chúng ta ở trong thế giới này, Chúa đặt chúng ta ở trong cộng đồng, Chúa đặt chúng ta ở trong gia đình. Có trách nhiệm nào
ở trong gia đình, trong cộng đồng, trong gia tộc mà chúng ta bỏ qua không? Nguyện Chúa Ngài giúp cho mỗi một chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Khi chúng ta suy nghĩ đến những điều này, quả thật Chúa Giêsu Ngài yêu chúng ta vô cùng. Ngày hôm nay Kinh Thánh nói rằng Chúa đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời để cầu nguyện thế cho chúng ta. Có những lúc chúng ta hành xử rất dại dột, có những lúc chúng ta vi phạm, những lúc đó ma quỷ muốn chúng ta chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời và Ngài nói rằng Ta biết con là yếu đuối, là mỏng mảnh dường nào, và ta cầu nguyện cho con. Có những lúc chúng ta không biết rằng theo Chúa Giêsu mình có chắc chắn không, thì tối hôm nay chúng ta được nhắc nhở, khẳng định rằng chúng ta đang đi đúng đường. Dù trong thế giới này có khi phải đối diện với hoạn nạn, với thử thách, với thiếu thốn, với bắt bớ, nhưng mà chúng ta đã phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu. Ngài là đấng có quyền cứu chuộc thân thể cũng như linh hồn của chúng ta, vì Ngài khẳng định rằng đêm nay ngươi sẽ ở với ta ở trong paradis. Nguyện Chúa Ngài dùng thì giờ buổi tối hôm nay để chúng ta một lần nữa được có một cam kết: Chúa ơi, xin cho con bước đi theo dấu chân của Ngài. Con cảm ơn Chúa bởi vì không phải con chọn Ngài, nhưng Ngài đã chọn lập chúng con và đặt chúng con trong thế giới này. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đường đi, là lẽ thật, là chân lý, là sự sống, và Ngài đã cho con được biết Ngài. Nguyện Chúa ban phước trên hết thảy mỗi một người trong chúng ta. Và tối hôm nay có ai là những người lần đầu tiên đến đây, chưa còn phân vân, còn hồ nghi, hãy chạy đến với đấng có quyền khẳng định rằng: con ơi, ta bảo lãnh con bước vào trong nơi thiên đàng. Ngay bây giờ nếu con đặt cuộc đời của con ở trong tay của ta. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.